Trung Kiên Audio xin kính chào tất cả các anh em. Em test bộ dàn JVC SS1 các bác nhé, loa màng gỗ. Tuần chức năng anh em, và với thiết kế là của nó là loa màng gỗ. Các cái dòng ES1 thì giá thị trường đang dao động khoảng độ 3,2 triệu đến 3,5 triệu. Bộ sản phẩm này thì nó không được đẹp xuất sắc 100%, cho nên Trung Kiên Audio bán giao liêm giá cực rẻ để cho các bác, các anh em, các bạn sinh viên chơi trải nghiệm với cái dòng loa màng gỗ này các bác nhé. Thế còn nếu như hàng đẹp xuất sắc thì giá nó rất là cao. Bộ này thiết kế là loa toàn giải bát khoảng độ bát 8 thôi các anh em nhé, gân cao su. Màng là màng gỗ liền khối luôn anh em nhé. Chất âm cực kỳ hay luôn, đặc biệt thích hợp với các dòng nhạc trữ tình, các dòng nhạc nhẹ, các dòng nhạc hòa tấu và các dòng nhạc mà có tiếng nhạc cụ nhiều thì nó lên rất là hay luôn. Vừa rồi thì em đã mở một cái đoạn nhạc để anh em nghe qua cái chất âm. Bây giờ thì em sẽ test các chức năng của bộ dàn. Bộ dàn này thì có thể chơi được USB. USB nếu như các bác thích chơi hay chơi USB, các bác mua luôn USB bên em. Cái này là em khuyến cáo vậy thôi chứ em cũng không bắt buộc các bác phải mua. Bởi vì cái dòng này thì USB của nó thì nếu như các dòng USB dung lượng lớn thì có những con nó không đọc được. Cho nên nếu như các bác xác định, nếu các thích chơi USB các bác mua luôn một chiếc USB bên em. Bởi vì USB bên em bán giá rất hợp lý thôi, chỉ 70.000 đồng thôi các bác nhá. Em cóp sẵn các bản nhạc cho các bác có thể về chơi, hoặc các bác có thể về các bác tự cóp thêm máy tính sang cũng được nhá. 70.000 đồng một chiếc thôi. Và dung lượng là 8GB, anh em chú ý nhá. Bởi vì những cái dòng này chạy USB 16 hay 32GB nó loát nó chậm lắm, thậm chí nó không đọc được. Bởi vì những con này đời thiết kế nó cũng khá là xa rồi. Tiếp theo là chức năng chơi audio in, tức là chức năng chơi điện thoại, chơi máy tính hoặc là chơi bluetooth qua cổng 3.5. Và cuối cùng là chức năng chơi đĩa CD các bác nhé. Đấy, hiện tại em đang chơi là đang chơi bluetooth qua điện thoại và kết nối với một cái thiết bị, nó gọi là thiết bị cục thu bluetooth ngoài đây. Đấy, em sẽ test các chức năng về đĩa, về USB nhé. Rồi em cho nó chơi USB. Rồi USB đã chơi rồi các bác nhé. Nói chung về chất âm con này nó cực kỳ hay luôn, em khẳng định với các bác là thế. Riêng về chất âm cực kỳ hay luôn. Đấy. Con này có thể chơi được đa loại nhạc, nhưng mà thường thì là các dòng nhạc trữ tình và các dòng nhạc có nhiều nhạc cụ hòa tấu thì nó đánh cực kỳ hay luôn. Đây là CD của nó các bác nhá, em test CD. Đây ạ. Rồi ok. CD thì có lẽ là em sẽ tặng luôn các bác cái đĩa kèm luôn. Đây. Cái đĩa này nó về cùng cái máy. Đĩa này của Victor, của JVC luôn. Đấy, của hãng luôn. Đĩa này là tiếng Nhật hay tiếng Anh gì đấy. Rồi, chuyển về chế độ AUX. Anh em ấn về nút like. Audio in. Tiếng con này rất là dày tiếng các bạn nhé. Rất là dày tiếng. Đấy. Bây giờ thì Trung Kiên Audio sẽ quay về cái tổng thể của cái bộ dàn này cho anh em xem nhé. Như em nói từ đầu là bộ này không được đẹp xuất sắc, cho nên là giá em bán rất rẻ thôi, thấp hơn giá thị trường khoảng gần 1 triệu đồng các bác nhé. Để cho anh em mình kinh phí eo hẹp, mình về mình chơi theo cái kiểu gọi là trải nghiệm những cái bộ dàn mà loa màng gỗ của JVC hoặc của Victor. Tiếng của những chất âm của những con loa màng gỗ phải nói là cực kỳ là hay luôn và ấn tượng. Ê căng thì đẹp các bác nhé, ê căng thì đẹp. Riêng bên em bán, đa số em bán ê căng đều đẹp. Bởi bên em có thể tự căng lại ê căng cho nên là không mất thêm chi phí cho anh em nhé. Những chiếc ê căng về rất là đẹp, nếu mà con nào mà rách thì em sẽ căng lại. Em sẽ quay chi tiết nhé, từng góc cạnh cho anh em nhé. Đấy. Như em nói từ ban đầu là con này không đẹp hoàn hảo, cho nên anh em đừng thất vọng về hình thức của nó ở đây. Chỗ này có vết cấn nhẹ đây. Đấy. Đây. Về mặt trước, mặt tiền của nó thì đẹp các bác nhá. Mặt tiền nó thì đẹp. Nhưng mà loa thì một số chỗ nó hơi bị sứt sứt nhẹ nhẹ tí. Cái này cái vết ấu bẩn anh em nhá, không phải làm sao đâu.
bên em bán hàng thì luôn luôn quay thật là kỹ lưỡng và trung thực nhất có thể để cho các bác mua, các bác cân nhắc kỹ nhất. Nhiều khi các bác mua ở các cái shop họ bán live live stream ấy, thì các bác không bao giờ nhìn được những góc cạnh xấu đẹp đâu, em khẳng định với các bác này. Thế đây chỗ này có biết xếp tí bác nhá, đây ở phía chân của loa nhá, đấy phía chân thì không ảnh hưởng gì cả, đặt vào là kín đấy. Mặt trên đây ạ, để em quay mặt sau cho các bác nhá. Dây loa về anh em đấu đúng màu đen đỏ em nhá, đúng màu âm dương của em nhá. Đấu sai âm dương là nó sẽ hát bị thiếu tiếng bass ngay. Cho nên riêng về vấn đề về đấu loa các bác chú ý hộ em, đấu đúng màu cho em. Đấy. Còn về tổng thể bộ này vẫn tương đối đẹp, khi anh em lên đây căng thì con này tuyệt vời luôn. Và như em nói ở ban đầu, giá bán ở bộ này em bán chỉ 2.600.000 đồng các bác nhé. Một mức giá cực kỳ là hợp lý cho một bộ dàn JVC loa màng gỗ. Bình thường là tầm 3.2-3.6 cơ. Rồi ok các bác. Và bộ dàn này có chỉnh bass check, nếu như anh em đầu tư mua thêm nhằm chiếc điều khiển đấy, trị giá là 120.000 đồng thôi. Bình thường bán là 150.000 đồng, thì anh em mua kèm dàn trị giá là 120.000 đồng thôi một chiếc điều khiển, thì ta sẽ chỉnh những bass check tại khiển luôn đấy các bác nhé, thì nghe sẽ hay hơn. Đó. Còn các phụ kiện đi kèm dàn thì em sẽ báo giá như sau. Bên em bán hàng thì luôn luôn bán rời phụ kiện, không kèm phụ kiện, tức là không bắt ép các bác phải mua phụ kiện. Bác cần cái gì bác mua cái đấy, em không gộp vào đâu. Nhiều khi các shop họ cứ bảo là tặng, thực ra không có tặng gì cả, tất cả họ đều gộp vào giá hết. Đấy, cho bên em thì em ưu đãi hơn là em không gộp gì cả. Anh em cần loại nào thì anh em mua loại đấy. Ví dụ anh em chưa có đổi nguồn, các bác mới chơi dàn, anh em mua thêm đổi nguồn 140.000 đồng cái đổi nguồn. Anh em chưa có cái dây để kết nối Bluetooth hoặc kết nối điện thoại, anh em mua dây này chỉ giá là 40.000 đồng thôi. Anh em thích chơi Bluetooth mua thêm cục thu như này chỉ giá là 100.000 đồng luôn. Đấy. USB, nếu như các bác lấy USB thì tính các bác là 60.000 thôi nhá. USB tính 60.000 thôi, cóp sẵn nhạc nếu như các bác có yêu cầu nhá. 60.000 đồng chỉ USB thôi. Đấy, rẻ thôi. Tính các bác 60.000 thôi. Đèn led thì 100.000 đồng một thanh. Anh em mua từ 3 thanh trở lên thì em giảm giá còn 80.000 đồng các bác nhá. Đấy là đèn led cảm biến theo nhạc. Đấy là giá các phụ kiện các bác nhá. Bộ này thì em đã lên trên kê đầy đủ cho các bác rồi. Đó, rất là đẹp rồi nhá. Bác nào chốt bộ này thì cứ liên hệ với Trung Kiên Audio qua thông tin của em để trên tấm biển, số Zalo đây các bác nhá, 0975 575 262. Đó. Bộ da này nó nhỏ gọn xinh xắn thôi, cho nên là bày phòng rất là hợp lý luôn. Nó chưa tốt trong không gian phòng khoảng dưới 25m2 là tiếng đánh rất hay. Đấy, nhà trữ tình thì cực kỳ là phê luôn, và chất âm vô cùng ấn tượng. Dòng loa màng gỗ thì anh em không phải nghĩ nhiều đâu. Đấy. Rồi bây giờ thì em xin phép được mời các bác cùng trải nghiệm cái chất âm của bộ dàn. Sau đó em xin phép được kết thúc video luôn. Chìm trong nỗi nhớ mơ về một người.